Hello, xin chào cả nhà. Lại là mình đây. Mình sẽ hàu nha cả nhà. Mua 3 kg hàu. Mình sẽ làm la cốt nha. Làm la cốt trụng nước vừa sôi mình thả nó vô. Thả hàu sữa nha cả nhà. Rất là rẻ luôn nha. Thả nó vô. Nước nó sôi mình thả nó vô. Thả nó vô nha. Xong mình lấy nắp lại lại. Nhấp lại lại. Mình cho nó sôi lên là mình tắt bếp liền. Nha cả nhà. Hàu trụng la cốt nha cả nhà. Hấu cái nồi điện nhanh sôi lắm nha. Nhà thấy gì chưa? Nó sôi lên là nó vừa nghe cái này nè, mình dùng kéo mình cắt rồi nè. Bây giờ hở miệng chút xíu là mình tắt nha. Mời cả nhà thưởng thức.